Chào mọi người nha. Em tiếp tục xả hàng cho mọi người về dọn. Giá nó cũng hợp lý thôi. Và tại vì hàng nó cũng sắp về nhiều á, nên là nó chật nhà. Thì một con máy rất đẹp nha, một con Yanma. Một con Yanma nha mọi người, Yanma của Nhật. Cái dòng Yanma thì này mọi người, nó đẹp luôn. Nó bụi thôi nha. Ra thì cực kỳ đẹp. Sợi dây này mọi người như màu trắng luôn, nghĩa là chưa dùng luôn. Con này thì rất đẹp. Nói chung cực kỳ đẹp luôn. Cái này có cái tay gì lên đây sao? Cái như đây sao? Nó vỏ sao? Này thì nó đơn giản hơn về chế lại cái mũ lại, nó đơn giản. Nói chung là con máy này rất đẹp. Thì máy thì nó cực kỳ đẹp nha mọi người. Bình nắp rồi tất cả mọi thứ con này rất đẹp. Yanma của Nhật nha mọi người. Thì con nghĩ em nghĩ là cái con này thì chắc là về dùng dùng được luôn này. Nha. Nó có hai đường ống ra nha mọi người. Một cái đường ống là ra thẳng ngay chỗ này luôn. Nha. Nên là cái việc mà bên này nó cái đường ống này nó nhỏ hơn này. Đường ống này nó nhỏ hơn nhưng mà nó vỡ cái này tí này một mọi người về chế cái lấy miếng ống nhựa mọi người đắp vô đây dán lại, dán keo lại hết. Ép cái này xuống. Tại vì ống này là ống phụ thôi. Ống này là ống phụ. Ống chính của nó là ống to này nè. Nên là không có vấn đề gì hết nha. Bình xăng rất là mới, không bể vỡ gì hết á. Bình này em nói là mọi người xài mấy chục năm nữa nó cũng không hư. Mà cái con máy này thì dung tích nó khoảng chắc khoảng 15 lít á. Chắc 15 lít hoặc là 10 lít, 15 lít gì đấy. Đó, em nói là hơi nó cũng rất tốt nha mọi người. Con này giống như kiểu về đổ xăng là dùng luôn á, căn chỉnh vậy thôi. Nha mọi người, nên là con này hơi rất là tốt và rất máy cực kỳ đẹp luôn. Nha. Những ai mà muốn phun phân phun vôi có thể là xả lúa cũng được. Thì mọi người mua con này thì nó sẽ tương đối nhẹ cho mọi người ha. Nhẹ cho mọi người trong việc mang lên vai nha. Có những loại to hơn thì nó nặng hơn. Thì con này thì em sẽ xả với giá là 600 nghìn nha mọi người. Cho con máy cực kỳ đẹp, em nói là vệ sinh lên cực kỳ đẹp nha. 600 nghìn nha. Không có bao ship gì hết nha, mua chuyển khoản hết nha. Rồi tiếp tục. Ở trong video này thì em còn vẫn còn một con này nữa, một con Maruyama 150, đẹp lắm mọi người ơi, đẹp cực kỳ luôn á. Mấy cái bình này thì cực kỳ chắc luôn. Thiết kế máy thì y như cái con Yanma này. Con này như tuột dây thì sao mà con này như tuột dây rồi nên là không có ái được nha mọi người. Bình không có bể vỡ gì hết nhé, bình Nhật luôn.
xả con này luôn nha, do tại vì nó tuột dây nên là không có kéo hơi được nên xả con này rẻ luôn, 500.000 nha, con này là 500.000 nha mọi người, 500. Rồi, video đến đây là kết thúc nha mọi người, nhớ nhấn chuông đăng ký với lại nhấn cái nút đăng ký với lại chuông để xem video mới, nhưng mà sắp tới đây là em xả cực kỳ nhiều. Rồi chào mọi người nhé.